Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Dao kéo là những vật dụng rất quen thuộc hàng ngày đối với chúng ta. Kể cả chúng ta làm cây cảnh, làm vườn hay là chúng ta băm chặt thái hàng ngày. Để chọn được một con dao tốt thì không phải ai cũng biết. Ví dụ bây giờ mình không thể lấy cái con dao này mình ra mình chặt cái đinh, đứt cái đinh là dao tốt, mình không thể thử như là thử kìm được. Hay là mình đem một cái khúc gỗ cho mình chặt rồi mình thử. Thử như vậy thì đương nhiên là dao mới thì nó sẽ đứt thôi. Thế bây giờ mình thử như thế nào cho hiệu quả mà nhẹ nhàng mà lại vẫn là dao tốt? Có người bảo là khe vào nhau nghe tiếng kêu. Nhưng mà đấy là đối với người ta biết, chứ người bình thường mình khe vào mình đâu có biết được là nó như thế nào, nó cứ keng keng như vậy điếc tai. Và ngay sau đây tôi xin giới thiệu các bạn một cách để chúng ta thử dao tốt. Nếu mà ai đã từng ở miền núi hoặc là đang ở miền núi mà đã từng đi chặt nứa đấy, chúng ta biết là dao mà thép không tốt, chặt nứa chỉ được một lúc là dao nó sẽ trơ ra. Mới đầu thì chặt nó vẫn được, nhưng mà sau một lúc chặt, có thể là một buổi chặt, thì dao trơ ra mình không chặt được nữa. Thế tại sao như vậy? Vì cái vỏ cái nứa nó có một cái chất rất trơ, và nó tạo cho cái con dao mình nó bị cùn nhanh. Và cũng lợi dụng cái đặc điểm đó để mình thử con dao. Thế bây giờ các bạn, khi mà mình mua dao, mình đem theo một cái khúc nứa như thế này. Thế các bạn ở cái chỗ mà không có cái nứa thì sao? Mình có thể lấy một khúc luồng khô hoặc là tre khô cũng được. Tuy nhiên là nó không bằng cái nứa. Và chúng ta lấy dao chúng ta thử như thế này. Đặt vào đây. Chúng ta đẩy. Nếu mà nó zip, tức là con dao nó ăn vào cái da cái nứa này, thì chứng tỏ là đó là dao tốt. Kể cả dao nhỏ hay dao lớn, các cái dao này cũng vậy. Đây, ví dụ con này mình đẩy vào nó trượt thế này. Như vậy con này không tốt này. Đây, mặc dù là nó là đề thép chống dỉ đây. Đây các bạn thấy này nhá, tôi nhận vào mạnh nó vẫn trượt này. Nhưng con dao này này, dí vào đấy, ăn luôn. Đấy, dao này là con dao tông. Con dao này thì thợ rèn họ rèn con dao này thì họ bán ngoài chợ. Thử con dao này xem nhé. Đây, nó cũng trượt. Đấy, nó bén nhưng mà nó cũng không được bén lắm. Vậy con này thép thì tốt hơn con này. Đấy, tiếp theo con dao này cũng vậy. Mình nhớ thử. Con này thì cũng bén nhưng vẫn trượt. Nó tóm lại là trượt nhiều hơn bén. À đây, chỗ dưới nó thì bén. Đấy. Và thử kéo cũng vậy. Những cái kéo rẻ tiền chúng ta mua ngoài chợ hay là mua bán rong chúng ta thử như vậy. Đây, cái này bén luôn này. Đây, cái này bén. Và đây là một cái cách rất đơn giản để chúng ta có thể thử dao kéo. Và cái kinh nghiệm này thì không phải là tôi nghĩ ra, mà cái này là do lúc tôi còn nhỏ ấy, là bố mẹ cũng đã từng đi chặt cây nứa trên đồi trên rừng về để làm bờ rào. Thì tôi thấy ông bà thử bằng cái cách này, thử dao đấy. Sau tôi có hỏi lại và đến bây giờ tôi nhớ được cách thử này. Ai mà ở miền núi mà đi chặt nứa thì chúng ta biết quá rõ cái điều này rồi. Thì đây là cái kinh nghiệm tôi có thể chia sẻ cho quý vị và các bạn. Ai mà chưa biết thì có thể áp dụng cách này để mình đi mua dao kéo. Nhất là hiện nay cái dao kéo bán sẵn rất nhiều. Có người bảo thế này, mình nhìn con dao này là nếu mà dao mà có vết búa thì đó là dao rèn. Còn nếu không có vết búa mà nó phẳng thì đó là dao ép, dao nhà máy hoặc ép. Thế liệu ép với rèn thì cái rèn có tốt hơn hay không? Cái này thì tôi cũng không dám khẳng định với các bạn được. Tuy nhiên là cái kinh nghiệm mà thử bằng cái ống nứa này thì nhiều người đã công nhận. Và ngay như tôi bây giờ tôi mà đi mua dao tôi thử con nào mà cứ bén cái nứa tôi lấy thì về dùng thì hầu hết là dao tốt. Đây là một vài con dao tôi đem ra làm mẫu, làm ví dụ các bạn xem thôi. Thế còn khi mình đi mua thì có thể là dao trắng không phải không tốt đâu nhá. Có những con dao trắng thép tốt, chúng ta đưa lên chúng ta đặt đấy nó vẫn ăn bình thường, chứ không phải là dao nhà máy làm nó không tốt đâu các bạn ạ. Đấy, ví dụ như có những con dao nhập khẩu nó bóng sáng quắc đi, nhưng mà đưa lên đặt đầu bén đấy, đặt đầu bén đấy, cắt gọt cà chua không hề vỡ dập gì cả. Thì đây là cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ với quý vị và các bạn, cũng rất mong là giúp được cho ai đó mà cần những cái kinh nghiệm này để chúng ta có thể mua được những con dao tốt. Chúc quý vị và các bạn mua được dao tốt, kéo tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.